Kính chào quý vị đang đến với chuyên đề an toàn thực phẩm. Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2021, tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề chính của tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 là đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới. 15 phút của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép ghi nhận về hoạt động này. Mời quý vị cùng theo dõi. Đơn vị này bắt đầu vào Việt Nam năm 1988 và sau đó không ngừng lớn mạnh. Chế biến thực phẩm là một trong những ngành sản xuất chính. Với uy tín về chất lượng đã xây dựng trong nhiều năm qua, đơn vị này đã, đang và sẽ luôn tạo ra những sản phẩm tươi ngon, bổ dưỡng, an toàn. Đặc biệt, có thể truy xuất nguồn gốc từ trang trại đến thành phẩm để mang đến niềm tin trọn vẹn trong từng bữa ăn cho người tiêu dùng Việt, tự hào trở thành thương hiệu đồng hành thân thiết của người dân Việt Nam. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Các biện pháp đề phòng ngộ độc thực phẩm luôn được chú trọng từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, bảo quản và đến tay người tiêu dùng. Mình sản xuất sản phẩm cho mọi người ăn uống ở nhà thị trường Việt Nam, mình cũng sản xuất giống giàu cho gia đình mình ăn, giống giàu cho con, cho mẹ mình ăn. Cái này nó cũng rất là quan trọng, tại vì mình cũng được ăn uống quấy nữa. Cái này là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mấy người nữa. Cái này nó phải, tôi cũng phải cẩn thận và quản lý ở bên đây được tốt. Và cái mọi người cũng, nhân viên, với tất cả từ con nhân đến nhân viên, mọi người cũng cố gắng phát triển của cái việc này, cho bên nhà nước Việt Nam phát triển. Đơn vị này cũng là một mắt xích trong hệ thống sản xuất đa ngành khép kín theo mô hình 3F gồm Fit, Farm, Food, tức là quy trình sản xuất thực phẩm an toàn phải bắt đầu từ thức ăn chăn nuôi tới quá trình nuôi ở các trang trại và đến khâu chế biến thực phẩm. Với quy trình sản xuất khép kín, hiện các công đoạn quan trọng được tự động hóa theo công nghệ hiện đại. Quy trình chế biến các sản phẩm được thực hiện theo chuẩn GMP, HACCP. Việc quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong toàn nhà máy được tuân thủ theo hệ thống ISO, đảm bảo có thể kiểm tra, giám sát được các tiêu chuẩn khắt khe nhất của toàn bộ các công đoạn sản xuất, bắt đầu từ nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm cuối cùng. Và trong tất cả các khâu của quy trình sản xuất, vấn đề an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Năm nay và năm trước, cái của bên công ty mình là cũng có cái chương trình mới giống dầu New Normal. Mình phải sắp xếp từ đầu, từ cổng công ty đến cái nhà xưởng sản xuất. Tôi ví dụ, khi có cái người visit, người vào thăm nhà máy, mình phải đăng ký trước là có ở cái khu nào, có vấn đề cái gì không. Nó xong rồi mới cho vào nhà máy được. Xong rồi khi vào nhà máy, đi thăm nhà máy, tôi ví dụ cái bên người sản xuất, người công nhân và nhân viên sản xuất vào nhà máy cũng phải kiểm tra thermoscan, kiểm tra cái nhiệt độ trước, lửa tay, xịt tay, sanitize trước mới vào được. Xong rồi khi vào xưởng cũng kiểm tra một lần nữa, phải kiểm tra được 100%. Từ cái vật liệu nữa, mình phải chọn nhà cung cấp tốt và kiểm tra có dịch COVID cái gì hay là không. Cái này cũng đặc biệt, mới sản xuất, mới có cái sản phẩm đi ra ngoài cho thị trường, cho bên người tiêu dùng được tốt. Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hoạt động tuyên truyền phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 bằng hình thức tổ chức đoàn xe loa tuyên truyền các khẩu hiệu tháng hành động năm 2021. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay được phát động với 3 mục tiêu chính bao gồm: tăng cường công tác thông tin truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm về an toàn thực phẩm nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giảm thiểu ngộ độc do thực phẩm không an toàn; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm nếu xảy ra trên địa bàn quản lý. Với các khẩu hiệu đảm bảo an toàn thực phẩm do Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm Trung ương triển khai,
Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 6 xe loa có trang trí các pano khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Đồng thời phát loa liên tục các khẩu hiệu đảm bảo an toàn thực phẩm, phát động tháng hành động chạy dọc các tuyến đường chính tại các quận trung tâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm đó, tại thành phố Thủ Đức, 21 quận huyện và các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố cũng tổ chức xe loa tuyên truyền với băng rôn và khẩu hiệu về tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 ra quân đồng loạt trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý. Nằm trong chuỗi các hoạt động của tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021, công tác tập huấn về an toàn thực phẩm cũng được Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh triển khai sâu rộng đến các quận huyện, các ngành liên quan và đặc biệt là tiểu thương tại các chợ. Đây là việc làm hết sức cần thiết để đảm bảo các đơn vị liên quan nắm vững kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, nhất là các bếp ăn tập thể tại các trường học, khu chế xuất, khu công nghiệp, hạn chế thấp nhất ngộ độc thực phẩm do không đảm bảo vệ sinh trong chế biến thực phẩm. An toàn thực phẩm ở tất cả các công đoạn, từ công đoạn nguyên liệu ban đầu đến chế biến và thành phẩm cuối cùng. Qua buổi tập huấn này thì đối với bản thân tôi nhận thức được rằng là bản thân cơ quan tôi phải nâng cao được cái vai trò trách nhiệm, đặc biệt quan tâm trong công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó nhằm thay đổi cái nhận thức, cái thói quen của người kinh doanh cũng như người mua sắm tiêu dùng để đảm bảo được cái sức khỏe của người tiêu dùng, đảm bảo được thương hiệu uy tín của người kinh doanh trong phân cấp quản lý của chợ của đơn vị tôi. Ngoài cái kiến thức chuyên môn mà tôi có được thì qua cái lớp tập huấn này sẽ giúp cho tôi có thêm các kiến thức mới và cập nhật nhiều cái văn bản mới để phục vụ cho cái công tác quản lý. Qua cái việc mà đưa ra các tình huống và thực tế chúng tôi đi kiểm tra thì đây cũng là một cái nghiệp vụ để cho chúng tôi có thể xử lý được tình huống trong quá trình quản lý thanh kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn quận. Cái quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh đó là thay đổi cái nhận thức và cái tập quán kinh doanh để đảm bảo được người ta hiểu và nhận thức được cái vấn đề cái an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khỏe của con người, người tiêu dùng trong giai đoạn này là rất là quan trọng. Từ đó họ mới hiểu được, họ có thay đổi tập quán trong vấn đề kinh doanh cũng như nhận thức của người tiêu dùng khi mua sắm là vấn đề an toàn thực phẩm là rất là quan trọng. Từ trong vấn đề kinh doanh, người mua bán, trong pha chế, tuyên truyền sản phẩm, mua bán thì vấn đề là rất quan trọng. Để đó là vấn đề đó là bản thân mình tự bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như là bản thân mình phát huy được cái vấn đề phát triển kinh doanh theo thương hiệu mới và đặc biệt là vấn đề an toàn thực phẩm trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta thường hay nói là luật của chúng ta thì chưa đi vào cuộc sống vân vân và vân vân. Thế thì tôi nghĩ là cái bước đầu tiên sau khi xây dựng luật chính là làm sao để cho ít ra là người ta phải nắm được trên lý thuyết cái luật đó nó có những điều khoản gì, nếu vi phạm anh bị cái gì và làm thế nào để làm đúng luật, không có vi phạm luật. Thì Ban Quản lý An toàn thực phẩm từ ngày thành lập chúng tôi đã liên tục tổ chức các cái hoạt động đưa những kiến thức này, thì tập huấn cho người hành nghề là một trong những cái hình thức đó. Thì chúng tôi tổ chức các lớp tập huấn liên tục tại ban và cũng như là đến tận các cái công ty xí nghiệp, các cái địa bàn xa xôi nếu như người ta có yêu cầu. Và chúng tôi xây dựng cái chương trình tập huấn là theo từng cái mảng lĩnh vực. Thí dụ như đối với cái mảng nông nghiệp chẳng hạn, thì rõ ràng là rau củ quả rồi những thực phẩm tươi sống nó sẽ có rất nhiều vấn đề. Nếu như chúng ta không bảo đảm được an toàn thực phẩm thì cái nông sản tươi sống đấy nó sẽ dễ là đấy có những cái chất cấm. Về cái thẩm định thì chúng tôi cũng sẽ có những cái bước thông qua những cái quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm sao để mà bảo đảm từ cái khâu trồng trọt, chăn nuôi đó, rồi thu hái, rồi giết mổ và qua cái hệ thống kinh doanh để đến với người tiêu dùng, thì tất cả những cái đó nó đều được quy định rất rõ ràng ở trong luật. Tương tự như vậy, đối với lĩnh vực công thương hoặc là đối với lĩnh vực y tế thì có những quy định mới rất nhiều và phải thường xuyên liên tục tổ chức những cái tập huấn. Cùng với đó, công tác lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên cũng được thực hiện tại các chợ đầu mối và chợ truyền thống. Đây là những nơi có thế mạnh trong kinh doanh thực phẩm, nhất là thực phẩm tươi sống, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm do không rõ nguồn gốc xuất xứ, nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 hàng năm luôn là thời điểm chuyển mùa, nhiệt độ cao. Thời tiết thay đổi dễ làm thực phẩm hư hỏng, nguy cơ ngộ độc tăng cao. Do vậy,
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm sẽ tập trung các mục tiêu chính là tăng cường nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua công tác truyền thông và đưa tin về các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm đến với người tiêu dùng. Bao giờ tháng 4 cũng là một tháng mà người ta ghi nhận sẽ có sự tăng vọt về những cái nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Đặc biệt là đối với chúng ta, cái tình hình bình thường mới nó nguy hiểm lắm. Vì sao? Vì có nghĩa là trước đó là tình hình chưa có bình thường. Tức là chúng ta sẽ là đã bị giãn cách xã hội, cách ly vân vân và vân vân, rồi hạn chế về tiếp xúc. Thế thì rất nhiều thứ. Thì có thể thấy là đấy, các cháu học sinh là cũng trong suốt một thời gian từ sau Tết là cũng bị cách ly, rồi phải học online vân vân. Suy ra là các cái bếp ăn tập thể, các cái căng tin không có hoạt động. Bây giờ hoạt động trở lại sau một thời gian gián đoạn, thì bao giờ cũng có cái yếu tố tâm lý là chủ quan và không có quen việc nữa. Có những cái mà chúng ta đã là để tiến hành, chúng ta đã giáo dục, đã là nâng cao nhận thức, đã tập huấn cả một mùa trước đó, nhưng mà nghỉ một thời gian không làm là người ta chủ quan. Đó, cho nên tất cả những cái nguy cơ đó là có. Đó, và nói chung là đấy, làm lâu không làm thì nó lục nghề. Đấy, cho nên tất cả là nó sẽ dẫn đến là những cái nguy cơ rất lớn trong cái tháng hành động này. Thế và chính vì vậy, giống như là đấy một cái mặt trận, thì ta sẽ phải chọn cái điểm khó nhất, cái thời điểm nguy hiểm nhất, cái thời điểm có nhiều nguy cơ nhất để tập trung toàn lực để mà làm. Và như vậy cũng đo được cái khả năng của mình là ứng phó được tới mức nào. Cùng với đó, các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý các vi phạm về quảng cáo thực phẩm cũng được đẩy mạnh nhằm kịp thời xử lý các sai phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tăng cường hoạt động hậu kiểm, lấy mẫu giám sát, v.v. nhằm giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Thực hiện kế hoạch của tháng hành động an toàn thực phẩm và cũng như là chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban quản lý an toàn thực phẩm phối hợp với lại các quận huyện, sở ngành thực hiện công tác test nhanh để rà soát nguyên liệu, bảo đảm rằng tất cả nguyên liệu chế biến thực phẩm lưu thông trên thị trường cung cấp đến người tiêu dùng thông qua người kinh doanh được chế biến bảo đảm an toàn. Và với mục đích mình kiểm soát thì cái việc kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm sẽ có ý nghĩa là sàng lọc ban đầu đối với những loại sản phẩm mà nguyên liệu chế biến thực phẩm không bảo đảm, thì Ban quản lý an toàn thực phẩm sẽ có cái bước tiến hành chuyên sâu để xét nghiệm, để chỉ ra được cái chỉ tiêu về định lượng cũng như là chỉ tiêu về hóa lý vi sinh, cũng như là chúng ta xác định được cái mối nguy của cái nguyên liệu chế biến thực phẩm để chúng ta có thể thông tin đến người tiêu dùng. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm là điểm nhấn trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong năm và phải được thực hiện xuyên suốt và quyết liệt. Tháng an toàn thực phẩm thì chúng tôi đẩy lên cái cao trào thành quá cái phong trào. Tuy nhiên là những cái tháng còn lại thì chúng tôi là cũng thường xuyên kiểm tra hàng hóa, chất lượng hàng hóa để là duy trì ổn định cái chất lượng hàng hóa đầu vào để đảm bảo là chất lượng hàng hóa tại hệ thống cốt mát, để cho khách hàng là tin tưởng vào hệ thống cốt mát là luôn duy trì cái chất lượng sản phẩm. Công việc này là cái công việc thường xuyên chứ không phải là chỉ có cái tháng an toàn thực phẩm. Với mục tiêu vừa thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, người sản xuất kinh doanh cần sử dụng nguyên liệu và phụ gia thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất và kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không an toàn. Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lựa chọn thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Đối với lãnh đạo chính quyền các cấp, với người đứng đầu các đơn vị phải chủ động tích cực trong chỉ đạo kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm an toàn. Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới. Thưa quý vị, cứ đến hàng lại lên mỗi năm vào khoảng thời gian này thì thành phố Hồ Chí Minh lại triển khai thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Đây là dịp để chúng ta đánh động và nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày của tất cả chúng ta, từ khâu thanh kiểm tra đến giám sát, hậu kiểm. Nhưng chúng tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất, đặc biệt quan trọng, đó là ý thức của mọi người trong việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm như thế nào là an toàn, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta. Và
Và thưa quý vị, chuyên đề an toàn thực phẩm đến đây cũng xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.